Có nhiều người hỏi con câu này, những cái người mà chính trị lỗi lạc trong cộng đồng ở nước Việt Nam mà như Kiệt nói, mà muốn thành cường quốc giàu mạnh á phải 30 năm. Kiệt này nói 3 năm, còn cái số lượng 18-40 hôm nay là ở Việt Nam nó bị nhồi sọ. Nhưng mà trong đó rất là nhiều đứa rất là khôn, nó chỉ bị nhồi sọ trong nước thôi, mà mở cảng mà qua du học sinh mà qua Mỹ 10 đứa du học sinh qua là nó thấy ê trời. Một chục đứa mà qua mà ký với ông Nguyễn Văn Thanh gì là không có chơi với mấy đứa nhỏ lớn lên ở Mỹ để mà nó đừng có học cái lối quen ăn bơ ăn sữa của Mỹ là nó biết là gạt nó rồi. Là 10 đứa qua đây kêu về Việt Nam không về, là mình không có lo cái vấn đề đó, chỉ lo cái vấn đề nó ở trong kia. Bây giờ nó tối ngày nó nhốt trong cái lồng như là một đống ếch mà nằm dưới cái giếng vậy đó. Mà thấy bầu trời có nhiêu đó là cái đám khoa lất á, cho nên khoa lất nó nổi tiếng là gì, đưa hải ngoại rồi nó đưa mấy cái hình lên rồi làm cho mấy kia ham muốn, đúng không? Còn cái đứa mà được du học qua Mỹ nó sáng mắt nè, du học qua Mỹ thiếu gì, sáng mắt rồi. Cộng lại 6 triệu chim hiền, mấy đứa lớn lên đây đẻ ra đây lớn lên tiếng Mỹ. Đức thầy có nói với chuyện một câu cách đây 3 năm về trước, con biết ngoài cái tài nguyên mà cha mẹ đã dành để lại cho con sau này để mà gây dựng nước Việt, còn có một cái nó lớn hơn vô giá, ngoài đó là một cái chất xám của chim hiền như bác nè đẻ ra. Thì những đứa này sau khi mà một quốc gia mà những cái ngành kỹ thuật cao cấp đây nè, tất cả ngành nghề đều có người Việt hết. Rồi trong quân đội của Mỹ cũng có quá trời những người lỗi lạc nữa. 3 năm à? Là sao? Là vì nước Tàu nó 1.4 tỷ mà từ lúc mà Kissinger qua bển á là nó lên trong vòng 10 năm là lên được như gió. Còn nước Việt Nam mình á không có tới 8% dân số của nó, mà trong khi tất cả những kinh tế của Tàu cả mấy nghìn hãng Di Mạch nó bỏ hết nước Tàu, nó qua nước Việt Nam mình á, con nói 3 năm là hơi chậm á, 3 tháng à. Có nghĩ cái đó không? Tại vì ở Mỹ này nó không có cái số lượng mà trình độ cao. Tại người Á Châu mình á, người Tàu, người Việt, người Nam Hàn với người Nhật, người Việt Nam mình khôn hơn mấy thằng này á. Mà trong khi với cái dân số nước Tàu lớn hơn nước mình khủng khiếp, mà hồi xưa á, mình nhìn lại đi, thời Mao Trạch Đông mình chết đói 60 triệu người đúng không? Mà hôm nay á, chỉ một cái thôi, bây giờ nó có xe high speed, là xe điện, là máy bay, rồi nó làm đủ trò hết. Rồi hải quân nó bây giờ lớn mạnh, nó lớn như là con khủng long thổi vậy đó. Còn Việt Nam mình á là con gì? Nhỏ xíu vậy nè. Là bao nhiêu công ty mạch này của Tàu mà nó rời khỏi nước Việt, mà nó rời khỏi nước Tàu mà vô nước Việt không 3 năm là cái gì? Ở trên nói vậy á. Cộng với chất xám ở đây mình có nữa. Những cái người leader, những manager, những cái người giỏi kỹ sư của Mỹ vùng này á, là có sẵn nữa. Xong luôn. Còn cái nhóm mà ở Việt Nam mà bác đang concern, bác đang lo đó, nó cũng thay đổi cũng lẹ lắm. Nó không thay đổi là nó chết à. Tại vì nó cũng thuộc dạng là giống như anh hùng mà không gặp thời thôi. Chứ còn nếu nó gặp thời nó cũng đi theo mình thôi. Nên bác đừng lo chuyện đó. Mình chỉ lo là cái ngày á, cái ngày mà đổi màu áo á, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng, cắm lại dinh độc lập á, mà Đức Thầy nói á, kêu con phải tôn trọng cái lá cờ đó đó. Chỉ có cái ngày đó là cái đám mà gọi là cái đám con bữa con đặt cái tên là Kim Cương á. Kim Cương là Rhino của Việt Nam mà nó làm mà nồi cháo heo ở đây, rồi thập cẩm Nam Cali, rồi đậu hũ Houston này đó. Cái đám đó nó sẽ quậy tiếp, nó sẽ không có chịu mà buông. Thì cái đám đó là cái đám tội đồ nặng nhất của dân tộc, chứ không phải là mấy thằng đảng viên thưởng đâu có gì đâu, thưởng vô tư. Tại vì không ai làm chủ tịch nước đưa tôi lên tôi làm, ai cũng sợ bị dân chửi với tôi không sợ. Đại khái là nó không có tội. Nhưng mà cái đám Kim Cương á, ở đây nhiều lắm, 220.000 người. Mà cái đám đó nó cũng ăn chịu
cái lợi lộc ở dưới phía bên kia. Con đặt đám kim cương mà cái này tên của mình con đặt không, chưa có ngoài đó chưa có ai hiểu. Đấy, Nam Dũng đây nhiều lắm. Nhiệm vụ của họ là cái gì? Nhiệm vụ của họ là làm cho cộng đồng không có đoàn kết và muốn ăn trên ngồi rồi trên đầu của người ta không à. Đám kim cương á. Cái đám đó là cái đám mà kiếm chuyện với cái núi này nè. Cái thằng cộng sản đó bên kia xa nó đâu có biết lực lệ đâu, còn nó này nó lớn lên đây rồi nó tay trong tay ngoài với mấy thằng đó, nó ăn hiếp còn nhiều lắm. Kim cương hải ngoại, có ai hiểu kim cương là gì không? Ở đây có một hai người hiểu, ở đây có ai hiểu không? Mình nói này cho ta hiểu. Bác hiểu. Có nghe rồi. Tại vì hồi xưa cái bà đóng phim ca sĩ Kim Cương á, bà là tình báo của cộng sản, rồi bà nằm vùng ở Sài Gòn á, rồi hôm nay á, một đám mà hải ngoại cũng vượt biên với mình, cũng là HO luôn nghe, cũng có mấy ông HO nữa, rồi trong hội đoàn này, hội đoàn hải quân, hội đoàn sĩ quan Đà Lạt, hội này hội kia cũng là có Kim Cương nữa, có Kim Cương nằm vùng nữa. Thì con đặt chung gom lại thành một tên là Kim Cương Hải Ngoại, Kim Cương Thời Đại. Nhiều lắm. Còn như kiểu như Hoàng Duy Hùng ở Houston á, chịu chơi á, theo cái lá cờ đỏ sao vàng á, là không phải Kim Cương. Mày là cái gì ta, cục đất rồi, đất vàng. Đá. Ok.